cổ động viên Thái Lan mỉa mai trận thua của đội tuyển Việt Nam ở phút 90. Thưa quý vị, trên nhiều diễn đàn bóng đá Thái Lan, các cổ động viên nước này tin nhau nhạo bán thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Sơ vì để thua Iraq e ở phút cuối cùng của trận đấu. Mặc dù hai lần vươn lên dẫn trước đội tuyển Iraq, e nhưng đội tuyển Việt Nam liên tục bị gỡ hòa và để phụ mất chiến thắng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Với trận thua đáng tiếc đó, trên các trang mạng xã hội, rất nhiều cổ động viên Thái Lan được dịp thi nhau mỉa mai đội tuyển Việt Nam với thái độ vô cùng hả hê. Việt Nam thua Iraq 2-3 cũng giống như chúng ta thôi, một cổ động viên tên là Kitemali đã viết, cổ động viên tên là Mutata Alirakui đã mỉa mai, phút 90 rồi mà cũng để thua quá tệ Việt Nam. Một cổ động viên buông lời cay đắng, chỉ được cái ngôi vương AFF cấp thôi, chứ không làm được trò trống gì ở Asian cấp đầu Việt Nam à. Beranat Nachai, cổ đồng viên Thái Lan lại phát hiện nhìn thủ môn họ đang làm cái quái gì kìa, hình như đứng sai vị trí rồi. Thế nhưng vẫn có rất nhiều cổ đồng viên chúc mừng Việt Nam và mong thầy trò huấn luyện viên Bắc sẽ tiếp tục chiến đấu và mang vinh danh về cho Đông Nam Á. Báo Thái Lan bình luận gì về trận Việt Nam thua Iraq? Thưa quý vị, pha xuất phạt thành bàn của Ali Adnan ở phút 90 làm tan vỡ hàng triệu con tim Việt Nam, đó là dòng tiết trên Bangkok Post sáng ngày 9 tháng 1. Ali Adnan đã có một cú sút phạt tuyệt đẹp vào phút cuối trận đấu đã giúp cho đội tuyển Iraq thắng chung cuộc Việt Nam với tỷ số 3-2 sau hai lần trượt đuổi tỷ số với Việt Nam. Bàn thua làm tăng vỡ hàng triệu con tim Việt ở Abu Dhabi, nhưng quan trọng là bàn thắng sang bằng 2-2 cho Iraq của Hilmam Tadet là mấu chốt của trận đấu. Bài báo trên dẫn lời huấn luyện viên Sreko Katanet, hiệp 1 của chúng tôi thật khủng khiếp, chúng tôi đã thể hiện không đúng như những buổi tập trước đó, không sức mạnh, không cá tính, không có gì đặc biệt ở tất cả những gì Iraq thể hiện. Mà điều này có lẽ do trận đầu tiên của giải với Iraq, cầu thủ của chúng tôi có ít nhiều áp lực. Cũng theo Katanet, thì đó là một trận đấu đầy thách thức cho Iraq, nhưng quan trọng là Iraq vẫn có được 3 điểm. Bài báo trên Bangkok Post viết tiếp, Việt Nam đã tạo sốc khi vượt lên dẫn bàn ngay phút 24, khi hậu vệ Ali Fais đã bị áp lực từ Quang Hải xông vào tranh chấp sau đường truyền dọc trung lộ của công phượng. Faiz đã đá phản lưới nhà khi mà thủ môn Yalan Hassan té ngã không làm chủ được tình huống bóng. Tuy nhiên, 10 phút sau thì Mohanad Ali có bàn sang bằng khi trung vệ duy mạnh chân chừ để Ali cướp bóng và sút cầu môn. Thế rồi công phượng lại đưa Việt Nam vượt lên từ pha đột phá của Trọng Hoàng, nhưng sau đó thì Tarek lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Khi trận đấu tiến đến những phút cuối thì Iraq có sức bền tốt hơn, đã tiếp tục gây áp lực lên phòng ngự Việt Nam. Và cuối cùng thì Việt Nam đã bị quả phạt trực tiếp. Pha đá phạt của Ali Adnan đã làm tăng vỡ hàng triệu con tim Việt Nam. Thủ môn Đặng Văn Lâm, thủ môn mà mùa tới sau các áo Moan Thông đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Báo Châu Á vỡ vụn phút cuối nhưng Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq trong khuôn khổ cúp Châu Á AFC Cup 2019, trang Fox Sports Asia đã có bài viết nhận định về màn trình diễn của hai đội trên sân. Giật tít trái tim Việt Nam tan vỡ vì chiến thắng phút cuối của Iraq, trang tin thể thao nhận định thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một trận đấu quả cảm khi hai lần dẫn trước đối thủ Iraq. Fox Sports Asia viết, mặc dù thi đấu trước một đối thủ mạnh tại sân vận động Jaya Sports City, Chính Việt Nam, đội bóng lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu kể từ năm 2007 đã vươn lên dẫn trước vào phút thứ 24. Quang Hải đã có một đường truyền đẹp mắt cho công phượng và cầu thủ Ali Farid đã biến những nỗ lực cản phá thành một bàn đã phản lưới nhà. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ một vài phút sau, cựu vô địch cúp châu Á 2007 có màn đáp trả. Sự do dự của Duy Mạnh đã phải trả giá đất khi Mohanad Ali cướp bóng từ khu vực ngoài vòng cấm địa, vượt qua Quế Ngọc Hải, sau đó bình tĩnh hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm. Tuy vậy, theo Fox Sport Asia, Tuyển Việt Nam vẫn thi đấu hết sức ấn tượng khi tiếp tục vươn lên dẫn trước khi chỉ 3 phút nữa là hiệp 1 kết thúc. Công Phượng trực tiếp lập công. Trang tin bình luận, vào thời điểm này, có vẻ như nỗi buồn đã ở rất gần Iraq, nhưng họ vẫn là đội tuyển có nhiều yếu tố chất lượng và thậm chí còn phải đưa trung vệ ngôi sao Human vào sân ở phút thứ 57. Chỉ 3 phút sau, chính Taria góp phần tạo nên một tình huống nguy hiểm thoát tim lên khung thành Việt Nam trước khi được Đặng Văn Lâm hóa giải. Fox Asia viết, Tưởng như Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ có được một kết quả hòa, nhưng trái tim của họ đã bị vỡ vụn trong phút cuối. Cú đá phạt đẹp mắt của Ali Adnan đã chính thức kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2 nghiêng về đội tuyển Iraq. Báo Hàn phân tích gây sốt tuyển Việt Nam sau trận thua Iraq. Truyền thông Hàn Quốc đã có những đánh giá cực sắc sảo về tuyển Việt Nam ở trận thua Iraq 2-3 ngày ra quân Asian Cup tối ngày 8 tháng 1. Bắt đầu từ tờ Korea Daily, Việt Nam bị đánh giá thấp hẳn so với Iraq về sức mạnh cho đến hình thể và cả vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên thực tế đội bóng của ông Park đã có hai lần vượt lên dẫn trước và nếu không thể giữ lợi thế cho đến hết trận thì dự kiến cũng đạt một kết quả hòa. Tuyển Việt Nam dù thua trận nhưng đã chơi sòng phẳng, mạnh mẽ trước đối thủ mạnh hơn là Iraq. Tuy nhiên Việt Nam đã kết thúc trong tiếc nuối với bàn thua ở phút cuối của trận. Dù trắng tay ngày ra quân nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để lấy suất vé vào 16 đội Asian Cup huấn luyện viên Park Hang-seo cùng học trò có thể đạt mục tiêu nếu kiếm một điểm trước Iran và thắng Yemen trận cuối. Joyce đánh giá về trận đấu Iraq thống trị mọi thứ trước giờ bóng lan, nhưng khi cuộc chơi bắt đầu, tuyển Việt Nam đã đảo ngược tình thế. Đội bóng áo đỏ có bàn dẫn trước và khi họ để gỡ hòa, Park vẫn vỗ tay khích lệ học trò. Có phải huấn luyện viên Park Hang-seo đã truyền lửa lại cho tuyển Việt Nam để sau đó một lần nữa lại vượt lên? Tuy nhiên, trong hiệp 2, tình thế có một số thay đổi và đội bóng áo đỏ để thủng lưới ở phút 90, thua chung cuộc 2-3, khép lại chuỗi bất bại 18 trận. Tiếc nuối là điều không tránh khỏi. Trận ra mắt Asian Cup của Park Hang-seo kết thúc trong thất bại, nhưng ông cùng học trò có thể ngừng cao đầu. Tuyển Việt Nam đã chiến đấu phẳng trước đối thủ mạnh hơn hẳn, nói dễ hiểu hơn, dù nhận kết quả thua nhưng Việt Nam đã chơi rất tốt. Việt Nam thực sự có màn trình diễn mạnh mẽ trước thành trì của đội bóng Trung Đông Iraq phép thuật Park Hang Seo chưa dừng lại và bạn không thể đánh giá hết chỉ sau một trận thua. Nó vẫn đang diễn ra, tuyển Việt Nam cho thấy khả năng cũng như sự tự tin trước Iraq. Và khi trận đấu còn ở phía trước, thì cho dù Iran mạnh cũng chưa thể nói trước được điều gì. Park thích thử thách những điều tưởng không thể. Còn quá sớm để thất vọng, vé vòng 16 ở phía trước. Asia Economic Việt Nam là đội có bàn thắng trước, sau đó lại vượt lên lần nữa. Trận đấu tưởng có thể kết thúc với tỷ số hòa thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo để thua Iraq đúng vào phút 90 từ một quả đá phạt do Ali Anadani Al thực hiện. Thua trận này, chuỗi kỷ lục bất bại 18 trận dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại của tuyển Việt Nam cũng đã dừng lại. Sport Đông Á Việt Nam đã hai lần làm tung lưới đội thủ mạnh Iraq nhưng không giữ vững được đến phút cuối cùng đành chấp nhận thua dù vậy vẫn còn quá sớm để thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo thất vọng với kết quả ngày gia quân Asian Cup khi đội có thể tiến vào vòng 16 trong nhóm dành cho 4 trên 6 đội xếp 3 có thành tích tốt nhất. FIFA trận Việt Nam với Iraq như phim kinh dị, thú vị nhất từ đầu Asian Cup. Trang chủ của FIFA đánh giá rất cao trận đấu giữa Việt Nam với Iraq, thậm chí xem đây là màn trình diễn xuất sắc nhất từ đầu Asian Cup tới giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, Asian Cup là giải đấu lớn nhất châu Á, vì thế FIFA cũng rất chú ý tới cuộc chiến này. Trước đó, FIFA cũng chính thức công nhận chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp của Việt Nam là chuỗi bất bại dài nhất thế giới, hiện còn đang được nối tiếp. Đáng tiếc trước Iraq, Việt Nam đã phải dừng lại chuỗi trận này. Mô tả về cuộc chiến tối qua giữa Việt Nam và Iraq, trang chủ FIFA giật dòng tít. Iraq chiến đấu với Việt Nam như trong phim kinh dị. Ngôi sao người Iraq Ali Anan đã thực hiện một cú sút phạt hoàn mỹ ở phút 90 để mang về cho sư tử vùng Mesopotamia 3 điểm trọn vẹn ở cuộc lội ngược dòng hấp dẫn trước Việt Nam. Trang chủ FIFA nhận định tiếp, đây có lẽ là trận đấu vòng bảng thú vị nhất từ đầu Asian Cup 2019 tới nay. Iraq đã trở lại sau khi bị dẫn trước hai lần và cuối cùng giành chiến thắng tại phút chót nhờ cú sút phạt đẹp mắt của Anan. Trận thua trước Iraq để Việt Nam vào muôn vàn khó khăn, đặc biệt ở trận tới chúng ta sẽ còn gặp đối thủ mạnh hơn nữa, Iran. Tuy nhiên, sau trận chiến hôm qua, khả năng của đội tuyển Việt Nam đã được biết đến nhiều hơn trên bình diện quốc tế theo hướng tích cực. Thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã có màn trình diễn tốt, ít nhất là ở khả năng tấn công. Trước đó, trong năm 2018, Việt Nam nhiều lần khẳng định khả năng ở cấp châu lục, nhưng mới là tại sân chơi U23. Chính bởi thế, nhiều người vẫn chưa đánh giá cao bóng đá Việt Nam vì trình độ của một nền bóng đá phải đo đếm qua đội tuyển quốc gia. Iraq chưa phải đội hàng đầu châu lục, xếp hạng 11 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA, nhưng rõ ràng cũng là tên tuổi có số má ở châu Á. Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện tại gồm nhiều cái tên trẻ và còn có thể phát triển thêm nữa. Tin rằng trong tương lai, rồi sẽ có ngày chúng ta thật sự vượt qua Iraq, thậm chí là những địch thủ mạnh hơn. Báo Iraq dùng mình chưa hoàn hồn sau chiến thắng hiểm nghèo trước Việt Nam. tờ Kurra của Iraq đã dùng cụm từ deadly victory để mô tả về chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng Iraq đã gặp muôn vàn khó khăn trước Việt Nam. Thậm chí, đội bóng này còn hai lần bị Việt Nam vươn lên dẫn trước và chỉ có bàn thứ ba giành chọn 3 điểm ở phút 90. Kura mở đầu bài viết, tuyển Iraq đã giành một chiến thắng hiểm nghèo trước Việt Nam với tỷ số 3-2 trong trận đầu tiên tại bảng D, Asian Cup. Sau đó, tờ báo Iraq nói về hai bàn thua trước Việt Nam. Hàng thủ Iraq đã để Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút 24 do pha đá phản lưới nhà của Ali Faiz Atiyah. Chúng tôi đã cố gắng để gây áp lực lên đối phương, nhưng hàng thủ yếu kém khiến đội thủng lưới lần thứ hai. Phút 42, Công Phượng đã sút tung lưới Iraq. Sau khi mô tả hai bàn thắng ở phút 35 và 60, Kura viết, Iraq tiếp tục gây áp lực, hòng ghi thêm bàn thắng nhưng không thể. Các cơ hội tuyệt vời cứ trôi qua do sự thiếu chính xác và tinh tế. Phải đến phút cuối cùng, tuyển Iraq mới ghi bàn chiến thắng nhờ pha sút phạt tuyệt vời của Ali anan Nhẹ nhàng hơn tờ Kura nhưng tờ Akbar Ankhalay cũng phải thừa nhận chiến thắng của Iraq trước Việt Nam là vô cùng khó khăn. Tờ báo này giật dòng tít: Iraq khởi đầu hành trình bằng chiến thắng đầy khó khăn trước Việt Nam. Ali Al-Nan đã cứu Iraq khỏi trận hòa đáng thất vọng trước Việt Nam bằng cách ghi bàn ở phút cuối cùng mang về chiến thắng 3-2. Việt Nam đã gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 24 và đến phút 35, Muhannad Ali mới ghi được bàn gỡ hòa. Phút 42, Công Phượng ghi bàn thứ hai đánh dấu hiệp một đầy khởi sắc của Việt Nam. Akbar Ankhalay viết như vậy. Thua trận khi đã có hai lần dẫn trước là rất đáng thất vọng cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng dẫu sao chúng ta cũng đã để lại dấu ấn tốt khi gây ra muôn vàn khó khăn cho một đội bóng tên tuổi ở khu vực châu Á. Báo quốc tế chấm điểm tuyển Việt Nam cách biệt thăm thẩm người đầu người cuối. Thưa quý vị, số điểm chênh lệch do cầu thủ chơi xuất sắc nhất và không tốt nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu vì rất khá lớn. Sau trận đấu đầu tiên tại AFC Asian Cup năm 2019 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ mạnh Iraq, trang Fox Sports Asia đã có bài viết chấm điểm các cầu thủ thi đấu trên sân. Sau giải đấu AFF Cup năm 2018 rất thành công, đáng buồn là trong trận đấu gặp Iraq, thủ thành Đặng Văn Lâm lại là, là người có số điểm thấp nhất, 4 điểm. Trang tin thể thao viết, mặc dù chặn được một số cú sút nhưng để thủng lưới tới 3 bàn thì không hề tốt tí nào cả có tới 6 cầu thủ được chấm 6 điểm là Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và cả 3 cầu thủ vào thay người là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Huy Hùng và Hà Đức Chinh. Trong đó Đỗ Duy Mạnh được nhận xét là có cố gắng thúc đẩy lối chơi của đội nhưng bị cầu thủ Iraq vượt qua vài lần. Còn Bùi Tiến Dũng mong muốn có ảnh hưởng lớn hơn trong hàng phòng thủ nhưng vẫn còn trẻ và sẽ học được nhiều hơn. Đội trưởng Quế Ngọc Hải, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường và Phan Văn Đức đều được 7 điểm. Hai cầu thủ được nhận 8 điểm là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải. Fox Sports Asia đánh giá Hùng Dũng đã có một trận đấu tốt với ảnh hưởng cả trong hiệp 1 và hiệp 2. Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup năm 2018 là Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ vững vàng. Anh cũng chính là người có đường truyền nguy hiểm cho công phượng, khiến cầu thủ đội bạn phải đá phản lý nhà, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam và không ngạc nhiên khi cầu thủ có số điểm cao nhất của toàn trận đấu chính là Nguyễn Công Phượng với 9 điểm. Anh có mặt trong bàn thắng đầu tiên, trực tiếp tham gia trong bàn thắng thứ hai và xuất lập cú đúp trong hiệp 2. Thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Sơ đã có một màn trình diễn ấn tượng khi hai lần vươn lên dẫn trước cựu vô địch cấp châu Á năm 2007 Iraq. Đội tuyển Việt Nam tưởng như đã có một trận hòa, tuy nhiên cú đá phạt đẹp mắt phút cuối qua Ali Adnan đã đem lại chiến thắng nhọc nhằn chơi đội.